Ông Giang cho hay, do mưa lớn từ chiều qua đến nay, các tuyến đường liên thôn như Sơn Giang, Sơn Tiến, Sơn Hồng bị ngập cục bộ, chia cắt khiến học sinh không thể đến trường. Trong đó có tổng 22 trường phải nghỉ dạy và học, như trường mầm non Sơn Giang, trung học cơ sở Sơn Tiến do mưa lớn, nước không thoát kịp nên trường bị ngập. Hiện tại trên địa bàn đang mưa rất to, tài năng có lũ. Trước tình hình này, để đảm bảo bình an cho học sinh, trong sáng sủa nay có 22 trường trên địa bàn với tổng 5.700 học sinh phải nghỉ học. Trước tình hình này, chúng tôi cũng đang kết nối với các địa phương để tóm thông tin và có giải pháp đảm bảo bình an cho học sinh trong những ngày mưa lũ, ông Giang cho hay. Một điểm trường mầm non trên địa bàn huyện Hương Sơn nước ngập sâu. Mưa lớn cũng khiến 1.500 học sinh trên địa bàn huyện Hương Khê phải nghỉ học sáng sủa nay. Như tại các thôn Hà Linh, Phương Điền, Phương Mỹ, Hương Giang, Hương Thủy, nhiều tuyến đường đã bị ngập.